Thu Huyên xin chào cô chú anh chị đang theo dõi Vu Food. Mới đây thì con được tin là hai ông cháu Ngọc Nhi sẽ quay lại bệnh viện để tái khám hay là vô thuốc gì đó thì con cũng không có rõ nữa. Thì con cũng có hẹn được hai ông cháu là gặp mặt ở đây. Thì lần trước con ngồi lại chia sẻ với ông thì ông cũng chia sẻ một tin buồn là gia đình ông mới xảy ra một biến cố rất là lớn và hoàn cảnh của ông đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn nữa. Thì lần này cũng không biết Ngọc Nhi đã khỏe hơn nhiều chưa thì con mời cô chú anh chị cùng vào để thăm em nhé. Con chào ông ạ. Chào chào Ngọc Nhi nha. Nay ngoan quá ta. Chào chào Đây con gắn cái cô. mic cho ông nha. Dạ. Nay trông ông với Ngọc Nhi nhìn rồi có vẻ tinh thần tốt hơn lần trước ạ. Y đừng nghịch mic nữa nào. Ông lên đây được lâu chưa ạ? Bữa thứ bảy tới nay. Thứ bảy tới nay rồi là ông ở đâu? Ở nhà trọ Thiện Tâm mà, miễn phí. Hiện tại thì ông đang ở phía sau của bệnh viện ung bướu và bữa giờ ông lên là khám được nhiều chưa ông? Bữa nay mới vô ngày đầu tiên à, ngày đầu thì đi thử máu, rồi bắt đầu thử máu bữa thứ hai, bữa nay thứ ba vô vô cùng. Mỗi lần mình đi khám bệnh như vậy là đều sẽ là thử máu và mua thuốc phải không ông? Xong rồi là gì? Vô máu thử máu tiếp Lần này là ông vô lần thứ mấy rồi ta? thứ chín rồi. Thứ 9 rồi, Ngọc Nhi là 9 lần hóa trị rồi đó. Nhưng mà tôi thấy là lần này Ngọc Nhi lên có vẻ lần này là ngoan hơn lần trước, con không thấy có khóc hay quấy gì cả. Mập hơn nữa nha. Hai ông cháu là ở bên nhà trọ này có thoải mái không ông? Nói chung là cũng được, chỗ này cũng thời điểm mà. Thực hiện là cũng có tốn, chắc không tốn phí đâu ông ha. không Một lần mấy lần trước ông cũng ở đây luôn hay cũng sao? ở đây, rồi nhiều khi qua bên nhà trọ Dung My cũng có ở. Rồi ăn uống rồi ông lo cho My sao ạ? Bé giờ mới có tập ăn à, tại nó yếu quá, ăn nó chưa có ăn cơm tán được, chỉ ăn cháo dinh dưỡng với mà cháo My ăn thì con nhớ là hình như bây giờ là cũng mười mười mấy tháng, tắt mười mười ba lăm tháng rồi. à lần trước là 13 là lâu rồi, nên bây giờ em là 15 tháng rồi, nhưng mà so với những đứa trẻ bình thường khác á, thì Ngọc My lại không biết, không chưa biết đi, Chưa chưa biết biết đi ngồi 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 chơi hay gì vững. ấy. Còn em còn rất là yếu, với lại do em con nghĩ là do cái em vào thuốc thường xuyên từ Đúng rồi, nhỏ đến giờ nữa ảnh hưởng nhiều đến em, cái nó vô tay. là mà mới 3 tháng là bắt đầu nó vô rồi, vô tới giờ luôn là mười mấy tháng rồi. Mấy tháng với nhỏ nào mà nó khỏe được. Giờ nó cứng cứng vậy là mình Ở nhà có ai khóc không ông? cũng khóc chứ, bị bà nội mới mất cũng khóc dữ lắm. Lần trước khi mà Thu Uyên gặp ông và có chia sẻ, khi mà mỗi lần nhắc tới bà nội là Ngọc My đặc biệt là em sẽ khóc. Còn lần này thì có vẻ là cũng qua được một thời gian rồi nên em có vẻ là ngoan hơn. Ngoan, ngoan Ngọc My nè, ngoan Ngọc My nè. Rồi sáng nay ông khám rồi kết quả bác sĩ bảo sao rồi ông? Thì bác sĩ chỉ nói là để hỏi là xét nghiệm là kết quả là sao. Thôi Hiện tại thì con và ông thì đang ngồi ở phía bên ngoài, bởi vì là trong chợ nó cũng không có tiện để quay nên là hơi âm thanh có thể sẽ hơi mất ồn một tí, thì con mong ông cô chú anh chị thông cảm giúp con. Ngọc Nhi từ hồi 3 tháng đến giờ là hồi 3 tháng đã phải chữa bệnh cho đến giờ là cũng được gần cả năm rồi ông, thì Năm rồi ạ. cả năm rồi ấy, thì mỗi lần như vậy thì em về sẽ như thế nào không? Có được mỗi lần vào thuốc như vậy đi về á thì em sẽ sức khỏe em như thế nào ạ? Nó mới cũng bị sốc thuốc. Sốc thuốc à? Ông kể rõ hơn được không? Sốc thuốc là về đó là nó đầu nó sốt, rồi bắt đầu nó lở môi lở miệng tùm lum hết trơn à. Thì tôi đưa ra bệnh viện huyện đó, nằm viện 6 7 ngày. Ngọc Nhi có dễ chăm không ông nhỉ? Hay là con ôm nó được không ta? Không được. Trước đây có bà chăm thì ông cũng khỏe hơn hay Bây giờ từ lúc bà mất tới giờ tôi chăm cực quá trời luôn, mà tôi cũng hơi gắng cố gắng làm sao bây giờ. Bình thường ông chăm cháu là ông chăm sao để hàng ngày?
thì cứ tới giờ vì tôi cũng có đi theo gần cả năm rồi, sáng thì cho bé bú rồi chưa trưa chút rồi cho bé ăn cháo ăn dặm, mua cháo mà dinh dưỡng, còn mấy là mua cháo gói cháo ăn liền. Tuổi này của em là được nấu mấy cái món nấu sẵn, con thấy mấy mẹ mà hay chăm con thì có thể là nấu 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 mấy cái đồ ăn dinh dưỡng kiểu khác là xay ra, thì Ngọc Nhi có được ăn cái đó không ta? Ăn chưa quen Chưa quen à. Bây giờ là ông cho nó ăn chính là cháo rồi, cháo dinh dưỡng với cháo ăn liền, cháo ăn liền. chủ yếu là bú sữa, Buổi tối nên dễ ngủ, nó có ngủ chịu ngủ không không? nó ngủ nhưng mà nhắc khuya cái là nó giật mình, là tôi phải thức dậy là tôi quậy sữa tôi cho bú liền, thì nó gờ gờ mặt một chút cái lại ngủ. Bây giờ Ngọc Nhi lên đây là ở trọ bên này thì chắc cũng Nè quấy lại sao cho mấy cô khác ngủ được hả Nhi? kìa Đi. kìa Đây. Không có cái gì kìa cho Nhi chơi nhờ. Nay ông mua thuốc là vô cho Ngọc Nhi thuốc hóa, thuốc sinh rồi phải không? rồi đúng rồi, Hóa sinh luôn à? vô hóa trị đó, gọi là bơm thuốc vô trong nước biển để mình truyền truyền dịch. Thường thường thì em truyền mấy chai phải không? Một đợt kệ chắc không khoảng khi 12, mỗi 12 rồi 13 rồi 8 không cần nữa, nhưng mà đa số là 10 là nhiều. Sức khỏe của bé có đáp ứng với lại những cái toa thuốc bác sĩ chỉ định không không? Vì bé bây giờ nói chung cũng hơi ổn rồi, vì vô to là tao thứ chín Toa thứ 9. Có lần nào mà yếu quá mà nó rớt toa không không không? Đáp ứng. Nói chung là bé lấy kết quả là bé tốt. Cái tay em hôm nay là con thấy có băng lại là bị sao sợ phải không? nó nhiễm trùng dơ bụi bặm á, bây giờ còn để kim ở trong á, Là phải ngày băng. mai mình vô là chỉ cần đút ống vô là mình lấy, chứ mình không còn để lấy mà tĩnh mạch nữa, sợ nhiều khi nó bể mạch Bể khó lắm. mạch luôn à? Mà khó lắm, bị bé cái mạch nó nhỏ xíu à. Có phải là thay phiên từng tay giống như người lớn không? Không, ghim như vậy là để tới chừng nào vô xong rồi là rút cây kim nó ra bỏ. Bình thường là ông chờ em mua thuốc là mỗi lần như vậy là mất bao lâu à? Sáng là 8 giờ tôi vô thuốc, thì khi tới 4 giờ 5 giờ chiều vô một hơi về, xong rồi là về đi mình trị ngoại trú. Một ngày một lần đi như vậy là đi từ sáng đến chiều, sáng 7 giờ đi, 7 giờ đi đến 4 giờ chiều mới xong, rồi ăn uống rồi sinh hoạt ông mang đồ theo sao? xách theo một tấm đồ ăn nha. Nó có ăn, nó vô thuốc nó có chịu ăn Không, tôi đem sữa đem đồ này kia theo nhé cho bố. Trời, nhỏ vậy mà cực ghê luôn á. Thương thương Chứ ghê. Mới mà bình thường con thấy người lớn con mà con đi vô thuốc, những người lớn họ vô thuốc người ta về, người ta cũng có kể là đi một lát về ai cũng nằm nằm đuối hết mệt trơn lắm. rồi, mà em mới có 15 tháng tuổi mà vô thuốc gần 5 năm trời rồi. Ngọc Nhi là con cháu của hai ông bà hai, thì trước đây khi mà có một cô gái đến nhà ông ở và có quen với lại con trai của ông nên là sau này có bé Ngọc Nhi, nhưng mà khi em mới 1 tháng tuổi thì đã bỏ đi mà không lời từ biệt gì cả, và sau này thì cũng không có liên lạc gì. Sau khi đấy thì em bị phát hiện bệnh ra và đã mất một con mắt rồi, Bị ung thư bị ung thư mắt nên là mất một con mắt, và sau này thì em hóa trị cho đến giờ cũng được 1 năm. Trước đây thì mỗi lần đi hóa trị sẽ có ông và bà em đi cùng nữa, nhưng mà gần đây thì gia đình ông mới xảy ra một cái biến cố, bà trong một lần đi nhổ răng bà đã qua đời, nên là hôm nay chỉ có mình ông đi với em thôi. Mình lần trước con gặp ông á, thì gia đình mới vừa có biến cố nên là cũng bận rộn không nhớ. Lần này là công việc ông sắp xếp ở nhà xong chưa? Nói chung là sắp xếp nó đỡ đỡ giúp cái thôi, chứ vì mà giữ vậy tôi đâu có sắp xếp được gì, có cha nó ở nhà thì lo phụ, nhưng ai kêu gì thì đi làm bậy kiếm tiền phụ, không có mua sữa này kia. Công việc của anh đợt này ổn định chưa ông? không, nói chung là cũng bấp bênh đó, vì thời vụ là chừng nào mưa xuống đó, là người ta mới mướn mình làm mới có công chuyện đó. Thường thường thì anh làm hay làm công việc gì ạ? Chú Đi không? trực thuốc cam, hay là đi bẻ cam, dắt cam, như móc mương, bồi sình, làm cỏ, xịt thuốc đó.
À, thường hay làm về công việc là vườn hơn. À, làm vườn không à, đi anh làm vòng vòng gần nhà không à, chứ đâu đi anh đi xa được. Hôm giờ ở nhà mình mùa mã cho cô là chú lo xong hết chưa? À, cũng mới vừa hoàn tất lúc mà bữa thứ bảy hay là đám 49 ngày rồi, tôi để cho trai là cái ông già cũng như nó nhà lo cúng kiến. Nhà lo cúng kiến rồi, còn ông À, tôi này đi bắt bác sĩ hẹn là tới ngày lên là buộc tôi phải đi lên chứ không có ở nhà cũng được. Nhi ở nhà nó có ngoan không ông? Cũng là nó cũng nói chung là nó cũng ngoan, Bình thường con trai ông có phụ ông chăm không? có chứ. Ừ, để mình tôi chắc tôi chết luôn Phân chia á. ở nhà ông và con trai thì phân chia công việc nhà như thế nào để vừa lo cho em mà vừa lo kinh tế được ạ? Như tôi đi chợ búa hay gì đó tôi mua đồ về cúng kiến là tôi đi, còn trai là để ai nó giữ là nó chơi với bạn, tôi tập lẫn cho nó quen dần xa đó. Ông hồi lâu giờ là ông chăm chăm với ông với bà chăm cho Ngọc Nhi là nhiều, còn cha em á, là chăm ít hơn. Thì em có khi em ở với cha thì em có giống như ở với ông không hay là Cũng cười giỡn nói cũng nói chung cũng dễ tính, nhưng mà ban đêm là dứt khoát là phải ở với ông nội rồi. ban đêm là phải riêng là phải ở ông nội đây. Ai Ban đêm là tối là phải ngủ với ông nội, không có ai mà vô được. kinh tế của gia đình mình anh cũng không có làm ổn định như vậy nè, thì ông có định tìm thêm công việc hay làm thêm gì đó để kiếm thêm ngoài anh không? Thì nói chung người cha nó ở đó chỉ có nước mà ai kêu gì làm đấy thôi, chứ ổn định thì chưa được. Vì nói chung là bây giờ cuộc sống bây giờ nó bấp bênh quá, bây giờ tôi đi nhờ tôi tiện tặng bà con giúp đỡ người cho nít nít đó, rồi tôi hà tiện để mà tôi lo chữa trị cho bé thôi. Ở dưới ông thì bây giờ có đang là mùa gì không ông nhỉ? Đang chuẩn bị mà người ta trồng cam thành làm bông á, thành ra là cha nó cũng có việc làm mà hơi thường thường gì trong vòng nửa tháng à, Nửa tháng còn vậy nhiều thôi. khi cũng thất nghiệp cả nửa tháng luôn. Ví dụ con nghĩ như này nha, ông có thể với cha có thể là tách một người ra, một người đi làm với lại một người đi làm xa hơn chẳng hạn. Đâu được, không được. Nếu mà đi đi rồi tôi đi rồi, ở nhà cửa nhang đèn mồ mả không ai coi nữa. Anh đi được, anh đi được thì Đi không? thì tôi phải ở nhà, mà nếu mà tôi ở nhà rồi lớp cơm nước giặt giũ quần áo này kia tắm rửa này kia rồi mồ má, nói chung là một mình là ở đây là tôi ở nhà trọ, chứ nhiều khi mấy mẹ mà cũng đi nuôi con á rồi cũng giúp, nhiều khi tôi ăn cơm là cũng lợi vòng thế, chứ nhiều khi tôi nhịn đói nữa. Thì con hỏi như này con nghĩ bởi vì chỗ ông chăm cháu như thế này một thời gian rồi á, mà anh cũng cái công việc của anh không ổn định thì cũng coi cũng lo về kinh tế của ông với lại chăm trong bé nữa, làm đi đi bệnh của nó thì nó không phải là ngày một ngày hai mà nó sẽ là nó kéo dài lâu hết. Thì bây giờ nói chung bây giờ nước tới đâu tát tới đó, chứ tôi cũng không sao biết được, để nói trước. Nếu mà mạnh thường quân thương tình thì coi như là giúp đỡ thì mình mừng. Mỗi lần mà ông chuẩn bị dẫn em đi khám như thế này nè thì tiền rồi ông chuẩn bị tốn có nhiều không? Không, nói chung là cũng số tiền đó cũng không nhiều, nhưng mà thì đi xe cộ rồi ăn uống này kia đi về chắc không hẳn Tiết kiệm ba không? triệu 2-3 triệu 3-4 triệu tùy theo, ví dụ như vô thuốc trừ mấy ngày thứ bảy chủ nhật á, là mấy ngày đó là ngày mà dịch vụ, là buộc mình mỗi một ngày dịch vụ mình phải đóng 500 ngàn. Mình có được hẹn cái ngày trước cái ngày Không, dịch vụ bác không? sĩ là quyết định chứ mình không có quyết định. Bác sĩ kêu ngày nào là mình phải làm ngày đó chứ mình không có dời được. Nói chung nó cũng phải tốn thêm những cái chi phí như, nhưng mà À, cũng nó được phát sinh đó. phát Rồi sinh những ra. cái loại thuốc mà ngoài danh mục bảo hiểm nữa, bác sĩ chỉ đưa cho mình cái to mình đi mua. Hay hay nhiều của em Ngọc Nhi là nhiều cái thuốc ngoài bảo hiểm không mong? Không, cũng ít. Nó cũng đỡ đi cho con biết là cái bệnh ung thư mà nếu mà có thuốc nào là những thuốc mắc tiền hết trơn à. Cái tôi rồi. Như ngày nay vậy gì, như mà bây giờ ở trong bệnh viện giờ là luồng kim á, là kim lớn không à, buộc mình phải ra ngoài mua mỗi một cây kim luồn, mà luồn cái tay bé là 20 ngàn, Một một cây lần. kim không là luồn vô ta mạch của bé là phải 20 ngàn, rồi mua thêm cái thuốc mà để mà điều trị bên bao tử á,
là một hũ vậy là 120.000, là mình cái đó mình phải thử thuốc mình mua. Sao quá. Con sợ kim lắm, mà răng nhỏ nhỏ như vậy mà tiêm lần bao nhiêu mũi, thật sự giỏi ghê luôn á. Tay tim mà tim mà còn bé quá, đâu biết đau đớn đâu. Chỉ nó thể mà đau thì nó chỉ biết khóc thôi, chứ đau như người lớn mà. Đau rồi mình còn nói ra được, nhưng mà em là em chỉ biết khóc rồi Người con nghĩ là em được Ngọc Nhi nó cũng khó chăm hơn người bình thường, kéo lẽ là không phải. Vào thuốc. Nói chung là vô thuốc là con người nó khó chịu. Dạ. Con người nó đổi tánh thì nó khó chịu lắm. Bứt rứt con người á, mình lớn mình bứt rứt có thể mình đi vận động bất cứ làm chuyện khác. Còn bé nó đâu đi được. Là nhiều khi nó muốn la la, muốn nín nín rồi muốn cười cười à. Có đứa là nó về phản ứng là có đứa nó giật lé luôn. Rồi cà lâm luôn. Rồi đi không được luôn. Đầu tiên nó vô là tự nhiên ở trong họng là nứt nứt, mới đầu trắng trắng dòm tính đâu là nó nổi đèn, nhưng mà thật sự là thuốc nó nóng. Có lần nào mà Ngọc Nhi mà bị phản ứng thuốc mà nặng nhất không? Có, mất oxy tính là chết luôn rồi chứ. Ủa, lần thứ mấy vậy ông? Lần thứ hai. Là nó mới vào là xong không quen thuốc phải không? Ừ, nó bị giống như thuốc hàm. Ví dụ con người mình đang tự nhiên mà cho một cái chất độc vô trong người thì nó buộc nó phải có một cái phản ứng. Rồi sao lúc đấy là ông phát hiện kịp không? Báo lên bác sĩ chứ phát hiện. Tôi thấy mới đầu mình chỉ nghĩ là chắc bé nó bị đạn hay gì á. Dạ. Thật sự mình nói bác là đó là phản ứng của thuốc. Phản ứng của thuốc rồi. Ừ. Sau này thì có bị lần nào mà không cần. Rồi bác sĩ mới cho mình cái to là mình ra ngoài nhà thuốc là mình mua á. Dạ. Là thuốc gơ lửa gơ vòng vòng cái miệng á. Là bôi cho em, miệng của em nó không có bị như lần trước nữa. Nó gúm má chảy máu luôn. Trời. Không bú gì đó, nó cứ khóc không. Bị nó khác mà. Dạ. Mà ngậm vô thì nó gác. Mình ra nó khóc. Mình đâu có biết gì đâu, tao hồi dập họng ra ở trong này nó gớm máu li ti. Ừ. Đau quá. Dạ. Với hoàn cảnh của Ngọc Nhi thì em không được trọn vẹn như những đứa trẻ khác. Mẹ em đã bỏ em đi từ lúc em 2 tháng không nhỉ? Tháng 20 ngày thì nó 2 tháng. 2 tháng thì mẹ em đã bỏ em đi rồi. Sau đấy thì em lại bị bệnh nữa. Ông chăm em, dẫn em đi hóa trị từ trước đến giờ cũng 9 con rồi. Mỗi lần hóa trị như vậy thì sức khỏe em lại ngày càng yếu hơn. Và nó cũng ảnh hưởng đến cái sự phát triển của em rất là nhiều. Ông ơi, khi mà con hỏi ông câu này nhá. Gia đình mình xảy ra rất là nhiều biến cố như vậy rồi. À, con dâu mình bỏ đi rồi, cháu mình bị bệnh. Sau đấy vợ ông cũng ra đi đột ngột ấy à. Thì ông có suy nghĩ gì về cái hoàn cảnh của mình không? Có chứ, mình cũng vô phước á. Nghe tôi gắng chống chọi chứ bây giờ mà nói á thì nó cũng không bằng cái hành động. Dạ. Thực tế thì cho nên tôi giờ gắng dồn sức lực vô lo cho bé thôi, chứ lo cho con nếu mà khi tôi mất nó tự bảo quản nuôi dưỡng không có. Ông có nghĩ đến cái tương lai xa của em Ngọc Nhi rồi lo cho em mấy nhiêu bé bị bệnh này rồi tương lai của mình mù mịt chỉ làm bây giờ mình không có nói trước thì trong mong là bây giờ nó bác sĩ chị là bác sĩ nó hết bệnh là lúc đó mình mới nghĩ tới tương lai, còn bệnh giờ cứ tập trung vô là lo chữa bệnh vì biết bao nhiêu đứa mà nó đã vô cái căn bệnh ngặt nghèo này rồi là ít có ai được cái thằng này. Nhà mình trước đây có ai bị ung thư tương tự không ông? Khi mà ông phát hiện cái bệnh như này này, ông có nghĩ là sao mà bất công vậy? Không, mình lúc đó mình nghĩ là con chưa có gần đi học, chỉ biết bé bệnh người đưa lên rồi là bác sĩ nói sao mà nghe vậy. Nó vô thuốc nó bực bội như vậy. Dạ. Ngọc Nhi phát bệnh từ lúc 2 tháng đến giờ thì nếu mà không có cái số tiền mà Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho mình ấy, thì ông định xoay sở ra sao ạ? Lúc đó là tôi cũng chưa biết làm sao. Nhiều khi Mạnh Thường Quân không giúp đỡ chắc nữa được, chắc tôi cũng buông xuôi chứ sao. Chứ giờ khả năng tôi tới đâu thì tôi cứ lo tới đó. Nhiều khi có gì thì tôi bán cái đấy. Mà giờ hoàn cảnh khó khăn quá, giờ mình đâu có gì quý giá để mình bán đâu. Mình cũng nhờ Mạnh Thường Quân giúp ngưỡng ít ít thì mình cần kiệm để mình lo thuốc men.
nhưng mà bé nó cũng có cái bảo hiểm thành ra nó cũng đỡ chi phí. Ngoài bên ngoài tụi con có giúp cho Ngọc Nhi nữa thì không biết là có ai nữa hỗ trợ cho em nữa không chú? Nói chung là ở trong bệnh viện thì nó có cái phòng công tác xã hội á, Dạ. rồi cũng có mạnh thường quân người vô giúp người 100, 200, 300, 500 vậy. Nhưng mà một ngày ví dụ có bữa thì được 1 triệu, có bữa thì được 2, 300, 400 vậy. Nói chung ra thì nhầm bữa. Con nghĩ là nhờ những cái mạnh thường quân với lại những cái tổ chức như là cộng hội công tác đó, mà chú nói đó, nên nhờ những cái đơn vị đó mà thực sự những cái em bé như Nhi mà gia đình khó khăn được giúp rất nhiều chú ha. Đúng rồi. Chứ không Thu Yên để ý rằng á có rất là nhiều đứa trẻ như em Nhi này gia đình em khó khăn nhưng mà nhờ những cái mạnh thường quân quan tâm và chia sẻ và các tổ chức nữa nên là cũng đỡ cho gia đình ông và cũng như nhiều người rất là nhiều. Thì sau khi mà kênh con có đăng tải hoàn cảnh của ông lên ấy thì cũng có rất là nhiều mạnh thường quân và cô chú anh chị quan tâm đến Ngọc Nhi và cũng có nhắn tin gọi về kênh và có ủng hộ cho Ngọc Nhi một cái khoản nữa. Thì hôm nay thì gặp ông thì con cũng xin gửi đến ông luôn. Thì GoFood thì cũng có nhận được một khoản tiền từ gửi cho Ngọc Nhi của các mạnh thường quân gửi cho Ngọc Nhi thì con cũng xin phép được đọc tên các cô chú anh chị. Thứ nhất là có anh Đức, chị Lượng ở Trà Ôn, Vĩnh Long gửi cho Ngọc Nhi là 400. Thứ hai là có chị Phương Trần ở Sài Gòn gửi cho Nhi 2 triệu. Thứ ba là có em Bằng ở Mỹ gửi cho Nhi là 1 triệu. Thứ tư là có chị Giang ở Canada gửi cho Nhi là 3 triệu 184 ngàn. Thứ năm là có chị Hứa Thanh Thanh ở Bạc Liêu gửi cho Nhi là 1 triệu. Thứ sáu là có anh Duy ở thành phố Hồ Chí Minh gửi cho Nhi là 2 triệu. Thứ bảy là có dì Trương ở Mỹ, quê Bến Tre thì dì gửi cho Nhi là 5 triệu. Thứ 8 là có chị Ngọc ở Bình Tân, chị gửi cho Nhi là 500. Và thứ 9 là có một người ở Alaska gửi cho Nhi là 4 triệu. Đây là tổng số tiền là 19 triệu 084 ngàn. Thì con cũng xin làm tròn là 19 triệu 100 luôn. Để con gửi ông ạ. 1 triệu. Thôi cô đếm luôn đi chứ đây, đưa để con về đếm chứ. luôn nhé. 1 À, triệu, thế ta... 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 triệu 100. Thì ở đây con có 19 triệu 100 thì con gửi đến ông ạ. À, cái số tiền này thì mình chọn thì ông chú ý ông nhận Cảm ơn cô với cô cho tôi gửi lại cảm ơn mấy mạnh thường quân đó. Rồi chúc mấy mạnh thường quân làm ăn phát tài, mạnh khỏe, vui vẻ. Dạ. Số tiền này mình để đóng cho Nhi nó chữa Dạ, bệnh để không được lo chi không? phí điều trị cho bé chứ tôi cũng không dám xài mục đích khác. Qua những cái hoàn cảnh mà trước giờ GoFood có đăng tải và được mạnh thường quân giúp đỡ thì Thu Yên cũng rất là biết ơn các mạnh thường quân đã luôn đồng hành cùng kênh, đồng hành cùng các bệnh nhân và giúp đỡ cho các em giống như em Ngọc Nhi một khoản tiền để cho em có thể là chữa trị và cho em một tương lai tốt hơn. Thì con xin cảm ơn các mạnh thường quân rất là nhiều và con cũng biết ơn cô chú anh chị. Hôm giờ có ai quan tâm đến Ngọc Nhi và giúp đỡ được không? Có bên nhà báo 14.vn 14.vn giúp mình rồi à, cho họ giúp gì được là kêu gọi là mạnh thường quân hỗ trợ cho bé để mà bé đi nước ngoài trị bệnh luôn. Ô nghe mừng quá à. Lâu chưa? Nói lâu chưa? Là mới cách nay chừng khoảng nửa tháng. Rồi cái phương hướng nếu mà ra nước ngoài thì sẽ chữa em như thế nào, ông có được nghe không? À, đầu tiên là đưa đi qua bển để mà khám, rồi cái hướng điều trị coi nó chi phí là bao nhiêu để mà biết đường lo. Còn nước ngoài là nước nào vậy ông? Singapore hả? Qua Sing. Đội ngũ em biết là một đội ngũ của y bác sĩ bên Singapore rất là họ phát triển với lại họ làm nghề À, hơn bên mình nữa. bên đi học là bên Singapore nó bây giờ là phát triển mạnh lắm. Con thì cũng như các khán giả xem kênh này và các mạnh thường quân cũng mong cho Nhi là lần này có thể là đi khỏi bệnh được như đứa trẻ bình thường khác sớm Tôi ngày cũng khỏi mong bệnh. như vậy đó. Hôm giờ clip mà con có đăng lên đó thì không biết là mẹ Nhi có gọi điện ra về cho gia đình hay bên kia Không, gọi không? biết mẹ còn quá trẻ đâu có quan tâm chuyện đó. Con nghe giọng ông nói có vẻ là cũng ông cũng không có
gác bỏ gì đúng rồi nè. Bây giờ hôm giờ ông Trâm có lúc nào mà Ngọc Nhi nó quấy ông mà ông khó chịu không? Không, chị Tiên cũng khôn quá. Dạ, nhỏ chứ nó cũng khôn quá bạn. Nhưng mà điều Trâm rất quen rồi, nó thích cái gì, nó muốn cái gì là tôi biết. Bây giờ đói, nó khóc đói hay khóc gì ông đều biết hết. À, đói biết hết. Rồi nó buồn ngủ hay sao, rồi tôi có cái điện thoại đó, tôi bắt lên mấy mà nhạc lời ru đó, rồi tôi để lên giọng tôi đưa cho nó hát, rồi một chút xíu là muốn no xong là ngủ. Câu hỏi ông này nhá, bây giờ ông chỉ có ông, trước đây thì có bà với ông đều chăm cho Ngọc Nhi cả, nhưng bây giờ là mình ông chăm thôi, ông có khi nào ông nhớ đến bà, ông nghĩ với bà không? Nhớ chứ. Nhớ nhớ chứ, bây giờ xa giờ mình giờ sao cũng lớn tuổi rồi, chỉ có chỉ tội cho con bé này thôi. Đây có phải là động lực chính của ông không? À, thì nãy giờ hôm nay cũng được gặp ông và gặp Ngọc Nhi rồi, và thấy Nhi khỏe hơn và thấy tình hình có vẻ cũng có tiến triển tốt, thì con cũng rất là mừng. Nhi mà lần này lên ít quấy hơn mình cho nó thì thôi. Thì Ngọc Nhi cũng mới vừa đi vào thuốc về và em cũng còn khó chịu trong người ấy. Thì bây giờ tôi cũng xin được phép là kết thúc clip sớm ở đây, và con xin hẹn gặp lại cô chú anh chị trong clip tiếp theo. Dạ. Ngọc Nhi chào cô chú nha. Chào đây. Bye bye này Nhi nè. Bye bye. Bye bye đó.